Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Tốt Tiếng Việt. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. MU tiếp tục thiết lập kỷ lục tại Ngoại hạng Anh. Manchester United mới đây đã tiếp tục xác lập một kỷ lục mới tại Ngoại hạng Anh. Vào rạng sáng ngày 21 tháng 1 giờ Việt Nam, Manchester United đã có chuyến hành quân đến sân của Fulham trong trận đấu muộn tại vòng 18 Ngoại hạng Anh. Mặc dù được đánh giá cao hơn trong trận đấu này, tuy nhiên Man United đã phải khá vất vả để có thể giành trọn 3 điểm. Chỉ 5 phút sau khi bóng lăn, MU đã bất ngờ phải nhận bàn thua sớm với pha lập công của tiền đạo Lookman bên phía đội chủ nhà. Do vậy, trong một ngày Cavani và Pogba thi đấu ấn tượng, bộ đôi này đã cùng nhau ghi bàn mang về thắng lợi 2-1 cho Quỷ Đỏ. Với 3 điểm giành được trước Fulham, thầy trò Ole Gunnar Solskjaer đã chính thức trở lại với vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Đồng thời, đội chủ sân Old Trafford cũng chính thức xác lập một kỷ lục mới tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Cụ thể, theo Opta, Manchester United đã có 94 trận thắng tại Ngoại hạng Anh sau khi bị các đối thủ ghi bàn thắng dẫn trước, nhiều nhất trong lịch sử giải đấu. Bên cạnh đó, vì chiến thắng lần này, Ole Gunnar Solskjaer cũng đã chính thức cân bằng thành tích vĩ đại của Select khi giúp MU có chuỗi trận bất bại trên sân khách nhiều nhất tại Ngoại hạng Anh tới 17 trận. Vào ngày 31 tháng 1, MU sẽ có chuyến làm khách đến sân của Arsenal trong trận đấu tại vòng 21 Ngoại hạng Anh. Và nếu như có thể giành ít nhất một điểm cho trận đấu này, Ole Gunnar Solskjaer sẽ chính thức xô đổ thành tích của Select. Mừng rỡ về thắng lợi nhọc nhằn trước Fulham để chiếm lại ngôi đầu bảng, Ole Gunnar Solskjaer đã hết lời ca ngợi các học trò của mình. Bị đối phương dẫn trước ngay phút thứ 5, Quỷ Đỏ đã ghi 2 bàn thắng để có màn lụ ngược dòng lần thứ 7 trong mùa giải này ở Premier League, qua đó tái chiếm ngôi đầu bảng. Chia sẻ sau trận đấu trên BT Sport, Ole Gunnar Solskjaer cho biết: "Chúng tôi đã có sự khởi đầu chậm chạp, nhưng toàn đội đã chơi tốt hơn sau khi bị thủng lưới. Trong hiệp 2 chúng tôi đã thi đấu tốt hơn, chúng tôi biết mình cần phải tỉnh lại và đã có phản ứng tốt. Pogba đã có bàn thắng tuyệt đẹp và chúng tôi cũng có thêm vài cơ hội nữa để kết thúc trận đấu. Tất nhiên, thắng cách biệt một bàn và chứng kiến sức ép Fulham tạo ra là rất đau tim. Chúng tôi luôn biết rằng Pogba có thể làm được mọi thứ. Cậu ấy có thể đá rộng trên trung tâm, tạo cơ hội và cả dứt điểm. Paul cũng chứng tỏ được tinh thần chiến đấu và tham gia phòng ngự. Cậu ấy đang có thể trạng tốt nhất và có những màn trình diễn tuyệt vời." Nói về cuộc đua tranh danh hiệu, Ole Gunnar Solskjaer tiếp tục: "Khi bạn giành chiến thắng những trận đấu khó khăn như thế này, có thêm 2 điểm so với một kết quả hòa là điều sống còn. Hãy cùng xem chúng tôi ở đâu vào cuối mùa giải. Chúng tôi không nghĩ tới ngôi đầu bảng, đó đơn giản chỉ là nhiệm vụ cần phải hoàn thành và toàn đội cần hướng đến trận đấu tới. Bây giờ mới là giai đoạn lượt đi của mùa giải và chúng tôi không phải nghĩ nhiều. Mùa bóng năm nay là rất khó dự đoán." Thời gian của Juan Mata ở MU sắp đi đến hồi kết. Tiền vệ người Tây Ban Nha Juan Mata nhiều khả năng sẽ phải rời Man United sau mùa giải này. Juan Mata gia nhập MU từ Chelsea vào tháng 1 năm 2014 với mức giá kỷ lục của câu lạc bộ khi đó là 37,2 triệu bảng. Cho dù không thực sự đáp ứng được sự kỳ vọng của Quỷ Đỏ, Mata vẫn là cầu thủ được yêu thích tại Old Trafford. Từ đó đến nay, tiền vệ này được gia hạn hợp đồng 2 lần. Tuy nhiên, thời gian của Mata ở MU dường như đang đi đến hồi kết. Tiền vệ 32 tuổi này được huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer sử dụng rất ít và chỉ có vỏn vẹn 4 lần đá chính ở Premier League kể từ đầu mùa. Trong nhiều trận đấu, Mata phải ngồi dự bị hết trận và xếp sau cả Mason Greenwood cũng như Daniel James ở vị trí cầu thủ chạy cánh phải. Hợp đồng hiện tại của Mata có điều khoản gia hạn thêm 1 năm, nhưng MU không có động thái nào cho thấy họ sẽ kích hoạt điều đó. Điều đó có nghĩa Mata sẽ phải rời Old Trafford sau mùa giải này. Trước báo giới, huấn luyện viên Solskjaer cũng ám chỉ ông không thể trao cơ hội nhiều hơn cho Mata. Huấn luyện viên người Na Uy nói: "Quyết định loại Mata luôn luôn khó khăn. Cậu ấy là một cầu thủ giỏi, có nhiều kỹ năng xuất sắc. Nếu cậu ấy ra sân, cậu ấy sẽ ghi bàn và đóng góp cho đội bóng nhiều điều. Thế nhưng chúng tôi đang có nhiều cầu thủ có thể chơi tốt ở vị trí của Mata, như Greenwood hay Pogba lúc này. Mata vẫn đóng góp nhiều cho đội bóng cả trong và ngoài sân đấu. Vì thế chúng tôi vẫn thường xuyên thảo luận về vị trí của cậu ấy. Thật khó để loại Mata, nhưng đó là những gì đang diễn ra và chúng tôi chưa thể quyết định về tương lai của cậu ấy." Ronaldo xô đổ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử. Bàn thắng trước trận siêu cúp Italia rạng sáng nay đã giúp cho Cristiano Ronaldo lập lên kỷ lục ghi bàn siêu khủng. Rạng sáng nay, Juventus và Napoli chạm trán nhau trong trận tranh siêu cúp Italia. Chung cuộc, đội chủ sân Anya đã đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0 để giành danh hiệu đầu tiên dưới thời huấn luyện Ari Pirlo. Cả hai bàn thắng của lão bà đều được ghi trong hiệp 2 với Cristiano Ronaldo và Alvaro Morata là hai cầu thủ ghi tên mình lên bảng điện tử. Ở màn so tài này, bàn thắng của Ronaldo ở phút thứ 64 chính là bước ngoặt của trận đấu. Từ quả phạt góc của Bernardeschi, bóng đã đi trúng người Bakayoko rồi đổi hướng. Ngay lập tức, CR7 đã xuất hiện đúng chỗ và dễ dàng thực hiện pha bắt volley cận thành tung lưới Napoli. Không chỉ góp công lớn giúp Juve giành danh hiệu đầu tiên của mùa giải, Ronaldo còn lập lên thành tích cực kỳ ấn tượng. Theo đó, tính cả pha xé lưới Napoli ngày hôm nay,
Celta Vigna đã cán mốc 760 bàn thắng chính thức trong sự nghiệp ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia, qua đó xô đổ kỷ lục của huyền thoại Josep Vincan để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử. Ronaldo lập cột mốc 760 bàn thắng sau 1040 trận, trong đó có 658 bàn thắng được ghi ở cấp câu lạc bộ, bao gồm 5 bàn trong máu Sporting Lisbon, 118 tại Manchester, 450 tại Real và 85 tại Juventus. Còn lại CR7 ghi được tổng cộng 102 bàn cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Hiệu suất ghi bàn của chân sút sinh năm 1985 là 0,73 bàn một trận, con số cực kỳ ấn tượng. Ở tuổi 35, Ronaldo vẫn đang thể hiện phong độ đáng ngưỡng mộ. Tính đến thời điểm này của mùa giải, Celta người Bồ Đào Nha đã ghi được 19 bàn thắng và có 2 điểm kiến tạo sau 19 trận trên một đấu trường cho Juve. Anh chắc chắn sẽ còn phá sâu thêm kỷ lục của chính mình. Chelsea khoanh vùng loạt huấn luyện viên nói tiếng Đức. Theo nguồn tin uy tín hàng đầu, huấn luyện viên sắp tới của Chelsea rất có thể sẽ là một chiến lược gia nói tiếng Đức và xuất thân từ Bundesliga. Tương lai của Oliver Fenglerpark đang bị đặt dấu hỏi lớn sau khi Chelsea liên tục có những màn trình diễn đáng thất vọng. Chiến lược gia người Anh không chỉ bị chê về chiến thuật yếu kém mà ông còn bất lực trong việc phát huy khả năng của dàn tấn binh, đặc biệt là bộ đôi bom tấn người Đức Kai Havertz và Timo Werner. Trước Leicester, Havertz bị coi là cầu thủ tệ nhất của Chelsea, trong khi Werner vào sân từ băng ghế dự bị và tiếp tục nối dài chuỗi trận không ghi bàn ở Premier League lên con số 11. Bởi vậy đã bắt đầu xuất hiện lo ngại về việc hai tuyển thủ Đức là những bom xịt ở Stamford Bridge. Theo nguồn tin uy tín hàng đầu The Athletic, ban lãnh đạo Chelsea vẫn đánh giá cao tiềm năng của Havertz và Werner, mà nếu sa thải Lampard, họ sẽ tìm kiếm một chiến lược gia người Đức phù hợp để kích hoạt bom tấn. Đó nhiều khả năng sẽ làm huấn luyện viên người Đức xuất thân từ Bundesliga. Những cái tên hiện nằm trong danh sách của Chelsea gồm Thomas Tuchel, cựu huấn luyện viên PSG đang tự do, Julian Nagelsmann của RB Leipzig, Ralf Rangnick, cựu huấn luyện viên Leipzig đang tự do và Ralf Hasenhüttl của Southampton cũng là cựu huấn luyện viên Leipzig. Điểm chung của những chiến lược gia này là họ đều nói tiếng Đức, với 3 trong số đó từng làm việc cùng Werner tại Leipzig. Bài nào Chelsea tin rằng chiến lược gia này biết cách phát huy phẩm chất của Havertz, Werner cũng như các cầu thủ trẻ của câu lạc bộ. Bên cạnh đó, họ còn là những người dễ bảo đối với các chóp bu của đội bóng, ít vướng và lùm xùm, đặc biệt là khi dính đến vấn đề chuyển nhượng. Tài năng của cả 4 chiến lược gia kể trên đều đã được kiểm chứng. Dù vậy, xét trên mọi khía cạnh, Tuchel đang nổi lên là cái tên tiềm năng nhất, bởi ông đang tự do và có một bản CV đẹp hơn các đồng nghiệp còn lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.